Đây là 15 tháng 1 nha, rồi năm 2024. Rồi là cũng như là bên kinh của Tiến là có kết nối được với em gì? Em Trọng với em Hạnh đó. Để mời Tiến với Lâm đồ lại với anh em đồ lại đó là để ra mắt hai bên, cũng như là chúng là Lâm cũng chúc cho hai em là được nhiều sức khỏe, là nhiều là hạnh phúc ha, là cũng như trăm năm hạnh phúc đó, cũng như là làm ăn là mãi mãi làm ăn phát tài, đó là một lời chào trân trọng nhất. Xin chào. Rồi anh Trọng có muốn nói là nào cái buổi tiệc hôm nay không? Sao ngày gần tháng giêng bữa nay có bên cái kinh của Tiến có nói thương, bữa nay hôm nay mới được gặp của Hạnh, thì bữa nay cũng có cái tổ chức bàn để đến với nhau để sống sau này, thì em cũng có chúc mừng để dẫn trong nước ngoài để chúc mừng trăm năm hạnh phúc tuổi cho tụi em. Hai nữa thì em cũng được chúc mừng của cộng đồng mạng nhiều sức khỏe, được dồi dào. Cảm ơn chị, có muốn nói là nào không chị? Thì chị cũng mong muốn là chị cũng là kiếm một mối tình để mà chăm lo cháu, thì giờ chưa ngày hôm nay là cũng ngày kết thúc, thì chị cũng là chào cộng đồng mạng là chị là với anh Trọng là cũng kết thúc giáo là ngày nay là cũng thành vợ chồng. Rồi thì bây giờ anh Tiến vô luôn lên Tiến. Thì Tiến cũng đưa tất cả của chú anh em nè, thì hôm nay nói chung là cái buổi tiệc nhỏ nhỏ để cho hai anh chị là chính thức là trở thành là vợ chồng. Thì hôm nay là ngày cúng cơm của ba của anh Trọng, thì sẵn đây thì anh Trọng gom lại làm một buổi tiệc luôn nha cô chú anh em. Thì mong rằng cô chú anh em có gì đó thì thông cảm cho anh chị thì anh chị là bữa nay là chính thức là thành vợ chồng, thì Tiến cũng mong rằng hai anh chị sau này sống tới mà không có đầu bạc nữa mà trăng long đầu trọc, sống mãi mãi nha, sống là mãi mãi luôn. Thì Tiến cũng mong rằng tất cả cô chú anh chị em thì có muốn tham gia chương trình của Tiến thì lại tới chỗ Tiến nha. Tiến cảm ơn anh chị và thì những cái thủ tục rất là đơn giản, thì chú em hãy photo với căn cước, giấy độc thân hoặc là giấy ly dị gì đó, thì hãy đến đây Tiến sẽ ghi hình mạng đến nhà của anh Tổng nè. Thôi Tiến sẽ mời tất cả chú em dự buổi tiệc hôm nay nha. Thôi mình dọn quả đầu này vô trong nhà rồi chứ Phan. Bây giờ anh gì nè, anh Tiến thôi bây giờ nói với anh Trọng hôn một cái nụ hôn đậu đại đi. Bây giờ mấy chị em nào với anh em nào mà nếu mà không ấy thì lên kinh của Tiến kiếm kinh của Tiến là mát tay lắm nha. Đó. Rồi xin chào, một lời chào trân trọng nhất. Xin chào. Trân trọng nhất. Khen là có chừng có ý gì đó nghe. Rồi sao hôm nay chị đến đây chị giữ buổi tiệc của hai anh chị thấy sao vậy? Hôm nay thì anh với chị thì cũng đẹp đôi. Hôm nay tình nghèo có nhau ha. Chúc anh với chị được hạnh phúc trăm năm. Rồi chừng chị gắng cố lên nha. Để cộng mấy chú Năm sầu riêng chú Sá Bành nha, chào ngay. Chú Năm riêng. Chị dòm hai lớn em thấy được không? Chú Năm. Sống. Chú Sáu. Rồi sao thấy khen chị đẹp không? Đẹp. Hả? Chú Sáu thấy sao? Năm cũ không đẹp mà năm mới đẹp ha. Rồi giờ anh chúc cho chị sau rồi chúc cho em biết là nhiều sức khỏe, là làm ăn phát tài, kiếm được là anh chồng là người tốt bụng. Mấy chúc có người mới đi. Kiếm người mới là kiếm người chồng người mới đó. Rồi trong lòng của chú Năm có để gì không?
Kiều cũng như là bạn bè bạn bè anh em ha. Chứ thấy chú cứ thấy chú Năm mắt là liếc liếc em biết đâu mà cái nào đâu mình đâu ra đó có gà. Chứ không thấy như năm cũ nữa. Năm mới là tất nhiên cái gì mới ha. Chuẩn phải đâu đó có gà. Đúng rồi, chú Năm phải chuẩn lại. Rồi chú Sáu sao thấy chú Sáu? Rồi cháu Thành thấy cũng năm mới thấy cũng con nguyệt cũng sao cũng đẹp sủa đẹp mà mặn ăn phát tài phát đạt sao mà lại gặn chị mà kiếm được nhiều hạnh phúc sao cô kiếm được người may mắn đẹp trai trời đẹp trai như chú Sáu không cái giờ cũng với anh Thành. Rồi thôi thôi mời chị với chú Sáu với chú Năm vô nhập viện nha. Rồi rồi vô đi chú Năm chú Sáu mời chị rồi vô dùng tiệc đi. Trong giờ nay là buổi tiệc làm đơn giản nha cả nhà. Rồi cái rồi kính mời tất cả cô chú anh chị em vào dùng tiệc nha. Như là cái này cá này nó phải bị gù á, mà phải nó không gì đó. Nướng. Rồi gan. Gan bổ vô. Quéo lên. Quéo lại đi. Thôi chúc mừng anh Trọng đi. Rồi. Năm mới được thêm người mới và mãi mãi vậy. Rồi vô. 1 2 3 đi. 1 2 3 vô. Vô. Rồi tiếng mời tất cả cô chú anh chị em nha. Chúc anh chị sống nhau trăm năm hạnh phúc và mãi mãi may mắn. Anh cũng chúc em. Chúc mừng em. Tông. Đầu năm chúc trọng với cô Hạnh phải không? Hạnh nhiều trăm năm hạnh phúc. Tụi anh cũng lại đây nay nè. Em lấy cái lắm. Cái gì nè, ở dấu nó lớn lên đám tiền bố bữa nay là ra mắt luôn rồi. Bữa nay ra mắt là chính thức là hai vợ chồng ra mắt vợ chồng tham gia chồng che duyên quan trắc chắc nha. Dạ anh cũng đến đây là mẹ cũng trọng với Hạnh đâu anh cũng đây là chương trình trên là kết nối của Hồ Tiến á cũng bữa nay là làm đám ra mắt của hai em chúc hai em là nhiều hạnh phúc nha làm ăn là phát tài với là nhiều sức khỏe là một lời chào trân trọng nhất. Nói chung ra nói vô đi cảm ơn ấy giờ phải đúng ra ngoài ngày đó anh Tiến làm nó nó không cho nó lớn nữa. Cái nhớ lại cái lo cái đây gửi đi đâu cái này anh cài anh nói em cục luôn anh. Vô hai hôm nay một xếp là em của cha em chị đi làm cái gì đây đây chút đây gì nào phải không bên đây hút bia kia lâu đưa thiên nghe hai quá lên đi hết bia kêu nghe để dắt bạn không những cái này thấp quá không này nó không được cao
Tự nhiên đi. Tự nhiên đi. Tự nhiên nha chú Sáu với chú Năm. Dạ được con sắp nha. Nha. Yếu thì là gì thôi chứ động thôi. Con trai nữa. Cái mày còn lớn rồi. Gầm chỉ mang hay chứ vừa. Này nấu chị xong thì gầm như ăn ba hay gì ăn mỹ gì đó. Luôn ở đâu? Luôn ở bọng thôi nè. Cái này rất là ăn hồi bụng bự. Ăn bụng bự. Mấy bây giờ đang giảm cân cho nó. Đang có đâu. Đang diễn xuất rồi như trả bài. Hôm qua chạy đó nè chị xui nó vậy đúng chưa đúng chưa đúng chưa vậy vậy đúng đây trời ơi trời ơi cái nó cây nó rung rồi kìa cái gà nó rung nó chết quá cái này là không chị thôi chị cho mấy 400 chị không hết luôn à chanh đó chanh trong nhà chị út lắm lo bó chú muối cha đúng ra em mà tổ chức mà tính qua cái tết lạnh cỡ tháng tư mới làm lớn thôi bây giờ làm liền luôn đi cho nó nóng nè. Được. Giờ bữa nó ông về miền Trung rồi. Nói thiệt, nó thiệt chứ Đạt năm nay nó 51 tuổi rồi, có lúc vợ lớn của anh dặn về anh sống chưa một số miếng gì mà để miếng ruộng lạc gì tương nhau là cái sống tới trọn đời luôn. Có bài này sao này nó bước lên bước nữa là mới làm nó gì vậy. Bỏ mặn heo quay cũng bữa nước 18 đớn. Ê, bữa nay mà không ăn nha. Không kêu vào bữa rồi đó. Qua bữa sau, 2-3 ngày sau rồi đi nói chị. Nói chung là nó bữa đó đâu vô được, ngay nhà em rước. Đúng rồi, ai cũng rước bà hết. Bữa đó. Đó là phải chặt super gửi vô cho em con cơm mà. Rồi nó gói không được, nó bị mỡ quá. Lớn. Ăn ăn mà ăn ăn tự nhiên đi chú chú sao? Rồi sao mà bà lại bà thương em cứ nói rõ em thì khổ lắm nha. Không có tiền bạc gì đâu. Có thể bà chịu chấp nhận gì để chịu lo cho bà. Chứ còn có khoản tiền gia đình tôi cũng không có ai biết hết. Vừa khi lên chương trình người ta đòi hỏi quá rồi đằng này phải gì. Nói báo trước được. Cái bữa mà sáng 7 rồi phải về là chú lầu đưa đi rút ngân hàng về ba cho bà.
Em bán tài sản không chơi mẹ con nữ thần, nói chung là con nó cũng nói chuyện nó cũng hơi khó nghe chút, rồi mẹ tôi buồn tôi chơi banh cho em. Rồi từ đầu cái bản này tôi gửi lại, cái lúc bản này sống quá tôi không biết cái bản này tôi chở đi, tôi rút lại mới biết cái khoản tiền tôi còn lại. Rồi về nó nằm ngay rồi em cũng không đứa con riêng cũng vợ, còn ba đứa con ruột của em về em cũng chung chi những đứa, mỗi đứa 10 triệu 10 triệu anh xài tết với em. Còn như có khoảng là em nuôi sau này em sống với bà này, em lo cho bà này thôi nè anh. Cái mà em sống thiệt tình lắm nha, cái nào em nói thiệt, em không có lường gà tại hết, em nói trước mày. Rồi mà để điều kiện mà sống với nhau chăng thắt chứ cái đừng nên lường gạt với nhau đâu lắm thôi. Thôi tiến tạm dừng cái video đây nha, kính chúc tất cả các chú anh em một ngày mới vui vẻ và là hạnh phúc nha. Nhớ có thương Tiến cho Tiến một lượt like chia sẻ thì nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha.